xem phim nắng đi. Ok, xin chào tất cả các bạn. Giờ em Honda City đã về nha. Chút xíu nữa trưa mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, sau đó mình xin lời clip. Anh em nào chọn món nào thì nhắn tin trong Zalo giúp mình nha các bạn. Mình sẽ báo giá từng món cho anh em nha. Chuẩn bị ra món em City 100. City Curry căm bạn xe xin bữa anh em hỏi yên bao ga bô tất kiểu con đà điểu máy rất là em nha các bạn. Mình đạp cái nữa nha các bạn, vừa mới đi về còn dơ chưa có rửa, chút xíu nữa rửa đánh bóp sạch sẽ. Ok, hẹn các bạn đầu giờ trưa sẽ có video clip nha.